quý vị, giám khảo không đơn thuần là một danh xưng mà còn là một vị trí quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một cuộc thi tài năng. Vì thế, chiếc áo đó phải được khoác lên những người xứng đáng và người ngồi vào đó phải để khẳng định thương hiệu của bản thân chứ không phải là công cụ để PR chính mình. Và việc hàng loạt gương mặt trẻ đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi game show khiến cho khán giả hoài nghi về chất lượng các chương trình hiện nay. Điểm qua một số chương trình hiện nay thì không khó để bắt gặp những gương mặt giám khảo trẻ. Trẻ về tuổi đời cũng như tuổi nghề, những nghệ sĩ này thì gặp không ít nghi ngại từ phía khán giả. Tuy nhiên trong suốt cuộc thi thì một trong số họ từng bước chứng minh được năng lực của mình, cho thấy là họ rất là xứng đáng, nhưng cũng có không ít người bị ném đá vì không phù hợp. Và hàng loạt những gương mặt trẻ đã và đang ngồi ghế nóng là những ai và họ nói gì khi mà bản thân họ nhận được những sự chỉ trích từ khán giả khi ngồi ở cương vị ban giám khảo. Đây là câu chuyện sẽ được chúng tôi bàn kỹ trong chuyện tối nay. Và đầu tiên xin mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Một số khán giả ủng hộ và cho rằng suốt 2 năm đương nhiệm, người đẹp gốc Hà Nội đã hoàn thành sứ mệnh được giao và đủ tư cách để đảm nhận vị trí quan trọng này. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng việc ngồi cùng giám khảo kỳ cựu sẽ khiến kết quả không được khả quan. Trước đó, Hoa hậu Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo đều được chọn làm giám khảo sau ít nhất khoảng 4 năm đăng quang. Hai gương mặt là Subin Hoàng Sơn và Bảo Anh cũng bị đánh giá là thiếu chuyên môn khi được ngồi cùng ghế nóng với cặp đôi Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh trong một game show. Còn Harry Won, dù không có hoạt động âm nhạc nổi bật, cũng nhiều lần được đưa vào vị trí cầm cân nảy mực của các cuộc thi, ngồi cùng MC Trấn Thành và diễn viên hài Trí Tài. Ở một cuộc thi khác, cô cũng ngồi ghế nóng cùng với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Hot Girl, diễn viên Sam không có chuyên môn âm nhạc nhưng lại được ngồi ghế nóng để thẩm định thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc. Hot Girl Chipu cũng được mời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi tìm kiếm giọng hát, trong khi giọng hát của cô lại bị khán giả chê là hát không ra hơi. Còn có tình huống dở khóc dở cười, mới năm trước còn là thí sinh thì năm sau đã được đứng ngang hàng với huấn luyện viên. Ví dụ câu chuyện thí sinh Lily Nguyễn, sau khi bị loại khỏi một cuộc thi sắc đẹp thì sau đó lại được mời đứng ngang hàng với hoa hậu, huấn luyện viên Phạm Hương và siêu mẫu Hà Anh trong một cuộc thi sắc đẹp khác. Và kỳ quặc nhất có lẽ chính là vị trí ghế nóng của ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi trong chương trình có nhiều bậc đàn anh, đàn chị dày dạn kinh nghiệm. Những năm gần đây thì trẻ hóa giám khảo trên truyền hình đang là xu hướng được nhiều nhà sản xuất sử dụng như là chiêu để lôi kéo khán giả xem nhiều hơn. Phải thừa nhận là việc sử dụng nghệ sĩ làm ban giám khảo mang đến một làn gió mới, một hơi thở mới cho sân chơi giải trí, nhưng mà cũng mang đến nỗi lo về sự xuất hiện những điều mà người ta gọi là thảm họa giám khảo, không chỉ non về tuổi đời mà thiếu cả về tầm nữa. Và một game show tìm kiếm tài năng âm nhạc mới đây thì ngay khi công bố ra giám khảo đã gây tranh cãi gay gắt. Nhiều ý kiến thì cho rằng Hoàng Thúy Linh, Hương Tràm hay là Đức Phúc ít kinh nghiệm và cũng tuổi đời quá trẻ để giữ vị trí cầm cân nảy mực. Sau khi phát sóng thì Hương Tràm bị nói tỏ ra là khắt khe nhất trên ghế nóng và sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề. Hoàng Thúy Linh thì nhận xét chung chung, không có chuyên môn. Biểu cảm của nữ ca sĩ khi nhận xét thí sinh thì cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Đức Phúc thì là ca sĩ trẻ nhất, anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ dư luận bởi những nhận xét vô thưởng, vô phạt và hài hước. Thậm chí là Đức Phúc thì bị chính thí sinh phản ứng và không phục. Vâng, những nghệ sĩ trẻ khi ngồi ghế giám khảo phải nói rằng họ bị soi xét nhiều hơn và áp lực thì cũng tăng lên. Vậy khi quyết định nhận lời làm giám khảo thì họ có lường được trước những chỉ trích từ khán giả hay không? Và phải trải qua những áp lực đó như thế nào? Phóng viên của Chào Buổi Tối đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Đức Phúc để cùng nghe Đức Phúc trải lòng về quãng thời gian khi ngồi vị trí ban giám khảo bị phản đối như thế nào. Và thông tin này thì cũng sẽ khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đầu tiên thì có lẽ là gửi một lời chúc mừng đến Đức Phúc với sản phẩm âm nhạc Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của VTC14. Cách đây vài tháng thì những người yêu mến Đức Phúc khá lo ngại khi bạn vấp phải những ý kiến trái chiều xoay quanh cái câu chuyện là làm giám khảo ở một cái tuổi đời khá trẻ. Mình đã vượt qua những cái áp lực đó như thế nào và nó có thật sự gây áp lực cho Đức Phúc hay không? Nó cũng có áp lực, nhưng cái áp lực đó là em đã xác định ngay từ đầu. Em đã xác định ngay từ đầu trước khi em nhận lời này, em đã xác định chắc chắn khi mà mình nhận lời ngồi vào vị trí này sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều và mình sẽ phải đón nhận cái dư luận, cái áp lực đó. Nhưng mà không ngờ là đến khi mà bắt tay vào chính thức
thì cái áp lực đó nó lại nhiều hơn mà đối với mình nghĩ. Nhưng mà em nghĩ rằng là thôi, nhiều hơn thì như thế nào, nhiều hay ít hơn thì mình cũng vẫn phải đón nhận, mình vẫn phải gọi là bình tĩnh thôi, chứ bây giờ đã bước chân vào rồi không thể nào mà rút ra lại được. Không chẳng lẽ lại tự dưng vừa chiếu được một vài tập thì lại dư luận nhiều quá thì bảo thôi chết rồi, tôi sợ dư luận quá tôi rút, không thể nào mà được. Chính vì những cái đó lại càng khiến em càng phải cố gắng hơn, mà em càng phải xem những cái ý kiến góp ý của quý vị khán giả để em rút kinh nghiệm cho bản thân. Khắp các mặt báo đều đưa những câu chuyện của Đức Phúc và hoàng ca sĩ Hoàng Thị Linh lên. Có phải chăng đó là cách mà các bạn tạo drama cho câu chuyện, hay thật sự là đó là những cái vướng mắc, những cái ý kiến trái chiều với nhau? Thì em cũng chia sẻ thật rằng là drama hay không drama thì em không biết, nhưng tất cả những thứ mà diễn ra trên trường quay tất cả đều là cảm xúc thật ngay lúc đó hết. Những cái mà em nói lại chị Hoàng Thùy Linh hay những cái mà chị Hoàng Thùy Linh nói em đều là thật ngay tại trường quay, và rất là nhiều người đã kiểm chứng cái điều đó. Không thể nào mà em nghĩ là lúc đó nó do cái cảm xúc của mỗi cá nhân mỗi người nữa, nó bị đẩy lên quá là nhiều, cái tô của mỗi người nó quá là lớn. Nhưng mà em thấy nó là cái điều khá là hợp lý, là vì trong bối cảnh diễn ra. Trong cái hợp lý trong cái bối cảnh diễn ra và hợp lý trong cái vai trò của mỗi người. Bây giờ mời 13 người thì chắc chắn phải có tranh luận. Bây giờ chị mời 3 người mà cả 3 người cùng một ý thì chị mời 1 người đi cho xong. Chị mời 3 người làm gì cho tốn cả tiền. Vậy thì Đức Phúc có thể chia sẻ rằng mình tự tin ở điểm nào để có thể rằng mình sẽ nhận lời làm giám khảo trong những chương trình tiếp theo? Nói là tự tin thì không hẳn, mà nói rằng là em, vì lý do vì sao mà khi mà hỏi là có nhận mùa 2 không mà em trả lời là em có thì em sẽ nhận mùa 2 hoặc là bất cứ một cái chương trình khác, là vì em muốn đem được những cái thứ mà mình đã đúc kết ra, những cái kinh nghiệm mà mình đã rút ra được ở cái lần đầu tiên của mình ngồi vào cái vị trí đó để áp dụng vào cái mùa 2, nó sẽ hoàn thiện hơn. Và lúc đó nó như là một cái lần mà để thay đổi, gọi là lần mà để gọi là sao, để quý vị khán giả có thể nhìn thấy mình một cách trưởng thành hơn sau mùa 1. Ví dụ như kiểu à đấy, thấy chưa, mùa 1 nó như thế này nhưng mà sang mùa 2 nó đã thay đổi rất là nhiều. Nó phải có cái để mọi người so sánh thì mới thấy được cái sự thay đổi của em. Xin cảm ơn Đức Phúc rất là nhiều.